Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 12 tác hại của đường 1. Khiến gan phình to, fructose làm tăng tốc độ tích mỡ của tế bào gan. Thời gian dài, gan sẽ càng ngày càng to ra, dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh về gan. 2. Thèm ăn hơn, ăn nhiều hơn. Fructose là thiên địch của leptin LP, kích tố gầy. Công việc của leptin là nói với não, tớ đã no rồi, đừng ăn nữa. Nhưng các nghiên cứu cho thấy, nếu chúng ta ăn đường quá nhiều, quá thường xuyên sẽ dẫn đến sự nhiễu sóng đưa thông tin đến não. Người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có lượng leptin giải phóng vào máu giảm dần, vậy nên rõ ràng họ đã ăn no rồi nhưng vẫn thấy đói. Lời khuyến nêu thèm ăn đường, hãy vận động khoảng 15 phút. Nghiên cứu cho thấy, khi vận động 15 phút, sự thèm khát với sô-cô-la sẽ giảm xuống 12%. 3. Đau đầu ăn quá nhiều đường, cơ thể sẽ xảy ra hàng loạt phản ứng, đường huyết tăng vọt lên đỉnh rồi le loi xuống dưới vực. Sự không ổn định này sẽ dẫn tới đau đầu và hàng loạt các chứng bệnh khác. 4. Da lão hóa nhanh, đường ở trong máu nằm bên trên protein đồng thời sản xuất ra một loại phân tử nguy hại sản phẩm cuối của đường hóa, A-lite. Nó không chỉ phá hủy collagen, elastin V, fibrous protein, làm da nhăn nheo, chảy xệ, còn làm enzyme chất chống oxy hóa tự nhiên mất hiệu quả, không thể chống đỡ các tia từ ngoài, các nhân tố gây hại từ bên ngoài môi trường. Lời khuyến không uống những loại nước uống có chứa lượng đường nhiều, như các loại nước đóng chai, nước ép hoa quả, sinh tố cũng không nên uống quá nhiều, sẽ làm đường huyết không ổn định. 5. Tăng áp lực mạch máu, ngoài việc làm rối loạn cholesterol, đường còn khiến mạch máu co thắt, làm tăng áp lực trong mạch. Đặc biệt là, động mạch vành vô cùng mỏng manh, nếu đường đi bị tắc nghẽn sẽ dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng, tăng cao nguy cơ mắc bệnh về tim. Lời khuyến, các sản phẩm đã được tinh chế đều có hàm lượng đường rất cao như gạo trắng và bột mì, chỉ số GI cũng rất cao, nên chú trọng ăn các loại gạo thô chưa tinh chế. 6. Khiến tinh thần sa sút, đồ ngọt làm cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn, trong thời gian ngắn, cảm thấy năng lượng tràn trề. Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy, lợi ích đường có thể mang lại này chỉ kéo dài 30 phút, ngay sau đó sẽ biến mất. Điều này dẫn đến vòng tuần hoàn xấu, chán trường ăn đồ ngọt, hưng phấn sau 30 phút lại chán trường ăn ngọt. Ngoài ra đường còn kích thích bộ điều khiển giấc ngủ, khiến chúng ta buồn ngủ không muốn làm gì. Lời khuyến, nhưng lúc bạn cảm thấy ủ rũ mệt mỏi, hãy ăn hoa quả nếu bạn thực sự thèm ngọt. 7. Tiểu đường, nghiên cứu chỉ ra, nếu mỗi ngày chúng ta đưa vào cơ thể năng lượng được chuyển hóa từ đường vượt quá tiêu chuẩn 150 kcal, thì chúng ta đã đẩy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 1:1. Nếu đã mắc bệnh tiểu đường, thì nguy hại đường đem lại còn lớn hơn, sự chống cự của insulin sẽ làm đường lưu lại trong máu, tổn hại nghiêm trọng tới cơ thể. Tác dụng của thuốc cũng vì thế mà kém đi. Lời khuyến, phải vô cùng cảnh giác với các hóa thân của DUNG, NHUNG, loại nước ngọt chúng ta uống hàng ngày chiếm tổng lượng đường chúng ta đưa vào cơ thể. Cả những loại thức ăn nhanh, các loại nước chấm, tương cà chua, thịt bò khô, bánh mì v.v. cũng có chứa rất nhiều đường. 8. Bệnh tim mạch, đường sẽ khiến cho uric acid, cholesterol xấu trong cơ thể tăng cao, tăng nguy cơ cao huyết áp, từ đó gây ra các bệnh về tim mạch, đứt mạch máu não v.v. Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên đến 48%, nguy cơ trụy tim lên đến 65%. 9. Làm rối loạn cholesterol, các nghiên cứu tại Mỹ cho biết, những người ăn đường quá nhiều, hàm lượng cholesterol xấu và triglyceride là cao nhất, trong khi đó cholesterol tốt rất ít. Quá nhiều đường không chỉ kích thích gan sản xuất cholesterol xấu, còn ức chế khả năng lọc cholesterol xấu của cơ thể. Lời khuyến, khống chế năng lượng đưa vào cơ thể, nhất định phải ăn sáng. Nghiên cứu cho biết, những phụ nữ béo nếu ăn bữa sáng có lượng protein cao, thì bữa trưa sẽ giảm bớt được 160 kcal, do không bị quá đói mà ăn vô độ. Hậu quả của việc không ăn sáng rất nghiêm trọng, nguy cơ béo phì sẽ tăng lên 4.5 lần. 10. Làm cản trở nhận thức, do cơ chế não hấp thụ fructose và chuyển hóa thành đường bị tổn hại dẫn đến việc nhận thức bị cản trở. Ngoài ra đường huyết cao có hại tới mạch máu, làm não thiếu oxy hay dinh dưỡng, dẫn đến chức năng của não bị ảnh hưởng. 11. Gây nghiện, đường có khả năng kích thích tiết ra các chất tạo cảm giác sung sướng nhiều hơn cả thuốc phiện. Cơ thể người còn có khả năng nhờn thuốc với đường,
càng về sau phải ăn càng nhiều đường mới có được khoái cảm. 12. Nguy cơ ung thư cao. Những người có đường huyết cao có nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng cao gấp 2 lần người bình thường. Đây có thể do đường huyết tăng cao, khiến các yếu tố tăng trưởng, yếu tố gây viêm tăng cao, kích thích sự hình thành u, làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng. Ngoài ra còn nghiên cứu phát hiện, người có đường huyết cao, dễ mắc bệnh ung thư gan, ung thư vú v.v. Lời khuyến khống chế nghiêm ngặt lượng đường đưa vào cơ thể, chế độ ăn uống cân bằng. Mỗi ngày lượng đường đơn thuần đưa vào cơ thể ở nữ giới không vượt quá 20g, nam giới không vượt quá 36g, trẻ em không vượt quá 12g. Ha ha ha, 问什么的说呵